Chào các bạn, ở trên tay mình đang là chiếc G Flex 2 mới được LG giới thiệu tại sự kiện của họ ở CES năm 2015. Thì mình sẽ nói sơ qua một chút về những khác biệt của cái G Flex 2 này so với cái thế hệ đầu tiên. Thứ nhất đó là chúng ta vẫn có một chiếc smartphone với lại cái màn hình được cong lõm xuống chứ không phải cong lồi. Và cái màn hình này là có kích thước là 5:5 chứ không phải là 6 inch như cái G Flex thế hệ đầu tiên. Ngoài ra thì độ phân giải được tăng lên thành Full HD chứ không phải là HD như trước. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước nhỏ hơn nhưng mà độ phân giải được tăng lên. Điều đó nghĩa là nó sẽ cho chất lượng hình ảnh sẽ mịn màng và đẹp hơn so với thế hệ đầu tiên. Ở phía mặt sau chúng ta vẫn có một cái cụm nút bấm như trên G3 hoặc là những cái máy gần đây của LG, đó là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng được bố trí ở phía dưới cái cụm camera. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái đèn lấy nét hỗ trợ lấy nét bằng laser tương tự như trên G3, tức là cao cấp hơn so với G Flex. Ở bên cạnh phải đó là hai cái đèn flash cho chụp ảnh cũng như là quay phim. Ở phía trên đó là chúng ta có một cái mic nhỏ ở bên cạnh phải và cạnh trái không có nút bấm, bởi vì những cái nút bấm đã được LG chuyển ra phía mặt sau. Trong đó ở phía cạnh dưới đó là jack tai nghe 3.5 và cổng kết nối micro USB. Thì như LG có nói, ở mặt sau này họ vẫn trang bị cái lớp tự làm lành những vết xước cho G Flex 2, nhưng mà cái lớp này được cải thiện để giúp cho cái khả năng làm lành nó được nhanh hơn so với trên G Flex. Phía trước màn hình này cũng là một họ cũng được LG phủ một cái lớp kính, họ gọi là kính tạm gọi là kính cường lực để tăng cái độ cứng cho cái màn hình. Đây là G Flex 2 thì có thể thấy là cái máy này được cài sẵn Android 5.0 mới nhất Lollipop. Giao diện là giao diện được LG tùy biến như trên LG G3, tức là có một giao diện phẳng. Thì về cấu hình thì cái máy này sử dụng cái chip xử lý Snapdragon 810 với hỗ trợ điện toán là 64 bit. Thì cái máy này nó sẽ tối ưu đầy đủ cho điện toán 64 bit, bởi vì nó được cài sẵn Google 5.0, cái phiên bản này thì mới hỗ trợ 64 bit. Ngoài ra thì máy có RAM 2GB hoặc là 3GB tùy từng phiên bản. Màn hình là 5:5 và pin là 3000 mAh. Mình sẽ nói một chút về cái phần camera của G Flex 2. Thì như ở đây chúng ta thấy là cái giao diện camera phía trước, và chúng ta có thể chuyển giữa camera trước và camera sau bằng cách vuốt qua phải và qua trái. Đây là camera phía trước, thì LG G Flex 2 hỗ trợ chụp ảnh tự sướng bằng cử động. Thì chúng ta có thể dùng tay này và cử động để ra lệnh cho máy chụp hình. Ví dụ mình sẽ chụp hình bằng cách chạm tay xuống. Đó, thì như vậy là máy sẽ chụp hình trong 3 giây. Đó. Ngoài ra một tính năng khác đó là khi chúng ta chụp hình với camera trước, khi chụp hình với camera trước thì khi chúng ta hạ máy xuống thì máy sẽ tự động bật màn hình preview chúng ta để có thể xem hình hoặc là xóa hình. Trong nó nâng lên thì máy sẽ tự động quay về cái màn hình để chụp hình với camera phía trước. Tiếp theo đó là mình sẽ nói về cái màn hình glance ở trên G Flex 2. Cái màn hình glance này chúng ta sẽ từ cái màn hình khóa là kéo nhẹ tay xuống. Đó thì máy sẽ hiển thị cái khung notification cũng như là cái cửa sổ về thời gian như là ngày tháng chúng ta xem một cách rất là nhanh chóng. Đó là về glance. Ngoài ra thì dĩ nhiên là G Flex 2 cũng có knob code cũng như knob on, những cái phần mềm và những cái tiện ích mà đã được LG cài sẵn ở trên những cái máy gần đây của họ. Ở trong phần cài đặt có thể thấy là máy này cài là phiên bản 5.0.1 Android Lollipop. Mình sẽ lướt qua một chút về thiết kế cho các bạn xem. Thì bốn cái viền xung quanh màn hình của G Flex 2 được LG mạ chrome sáng, nhìn rất là đẹp và nổi bật so với cái cụm đen của máy. Ngoài phiên bản màu xám này ra thì G Flex 2 còn có thêm phiên bản màu đỏ, nhưng mà mình chưa có thể lấy được phiên bản đỏ cho các bạn xem. Màu đỏ nhìn rất là đẹp, màu đỏ tươi. Đây là cái bảng cấu hình của G Flex 2. Thì thấy là máy sử dụng cái màn hình là OLED với cái mật độ điểm ảnh là 403 ppi. Một số cái nổi bật khác đó là camera phía sau là 13 chấm hỗ trợ ổn định hình ảnh bằng quang học. Phía trước là 2.1 megapixel, pin 3000 mAh và RAM 3GB ở phiên bản bộ nhớ trong là 32GB.
Xin cảm ơn các bạn.